Một bài tập tác động thẳng vào các sợi cơ rất hiệu quả để phát triển khe ngực dài hơn, nhưng anh em lại thường tập sai cách. Lỗi mắc phải là khi ép ngực, anh em hay đẩy cả bả vai ra phía trước. Điều này sẽ làm hạn chế biên độ chuyển động của các sợi cơ ngực. Khắc phục lỗi này bằng cách ép hai bả vai lại gần nhau và trèo xuống. Giữ cố định xương bả vai như vậy, ngực sẽ luôn ưỡn ra khi tập. Nhớ cùi chỏ sẽ luôn thấp hơn vai để an toàn cho ổ chạm khớp vai. Khi khép tay vào, tập trung suy nghĩ vào các sợi cơ ngực kéo cánh tay bạn vào trong. Kiểu tay nên hơi gấp lại xíu để tránh sự căng thẳng lên cơ tay trước. Đây là bài tập cô lập rất tốt cho sự phát triển cơ ngực. Anh em tập nó sau khi đã hoàn thành các bài tập compound cho cơ ngực. Chúc anh em tập luyện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.